Mấy lâu nay mình chả để ý, sao giờ nhìn lại cây mai này, cành lá đã trụi lũi, không dấu hiệu sự sống là sao? Ồ, Tiểu Nhị, con nghĩ gì mà thần người ra như thế hả con? Dạ thưa thầy, con buồn quá. Cây mai này hình như là nó sắp chết rồi ạ. Giờ con phải làm sao đây ạ? Có lẽ con sẽ vào trong kia lấy thêm ít nước tưới cho nó thưa thầy. May chăng có thể cứu được nó. Ồ, con không cần phải thế. Tưới nhiều thậm chí cây sẽ chết. Cứ để thuận theo lẽ tự nhiên. Nhưng cây này... Tiểu Nhị à, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Vì mùa này là mùa thay lá của cây mai đó con. Chỉ một thời gian nữa thôi là nó sẽ lại đâm chồi nảy lộc. Dạ thưa Đức Phật, xin người hãy ban cho con một đức tính tốt để con có thể hưởng thanh bình với ạ. Thưa Đức Phật, cúi xin người rủ lòng từ bi. Người nhà con đang lâm bệnh nặng. Con đã làm đủ cách mà vẫn không đủ tiền cứu chữa. Giờ con không biết phải làm sao ạ. Trời ơi, lẽ nào người đã linh hiển ban cho con túi tiền chữa bệnh cho người nhà. Xin cảm ơn Đức Phật ạ. Cảm tạ Đức Phật từ bi. Nhất định sau này khấm khá, con sẽ đi làm việc phúc để trả ơn cho cuộc đời ạ. Tiểu Nhị. Thưa thầy, nhưng... Kính lạy Đức Phật, cúi xin người hãy rủ lòng thương, phù hộ cho con hôm nay ra khơi được may mắn, sống yên bể lặng ạ. Anh kia. Dạ, anh có trông thấy túi tiền của tôi rơi không? Không, tôi không nhìn thấy. Nơi này hôm nay vắng vẻ, ít người ra vào. Tôi cũng chẳng trông thấy một ai cả cho nên chỉ có anh nhặt được tiền của tôi thôi. Cái anh này, nói hay nhỉ? Tôi đã nói là không thấy cái túi nào rơi ở đây rồi cơ mà. Chỉ có anh ở đây thôi, anh không trả thì không xong với tôi đâu nhé. Thưa thầy, chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài kia giải thích cho họ hiểu là một người khác đã nhặt được túi tiền đi ạ. Anh đừng có lằng nhằng, tôi đến giờ phải lên tàu bây giờ, không có thời gian đâu mà đôi co với anh nhé. Thầy ơi! Anh để tôi đi, anh không được đi đâu hết. Chưa trả tiền cho tôi thì tôi sẽ không cho anh đi đâu nữa. Sao cơn bão lớn, cây cối đổ nhiều quá. Thưa thầy, mấy ngày nay con nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ạ. Sao con? Dạ, tại hôm đó thầy không cho con chạy ra nói rõ để ngăn cản người ngư dân đỡ bị hiểu lầm. Và để người thương nhân kia chạy theo lấy lại túi tiền mà người nghèo nhặt được ạ. Việc này ta nghĩ nên để thuận theo tự nhiên, không cần phải can thiệp làm chi. Nhưng rõ ràng không phải người ngư dân lấy tiền mà thầy. Nếu chúng ta nói ra ngay lúc ấy, thì người nghèo kia không có tiền chữa bệnh. Người nhà anh ta có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào. Còn người thương nhân mất túi tiền, nhưng có cơ hội tích được đức. Còn người ngư dân, ông ta bị oan, bị hiểu nhầm mãi mới thanh minh được là không lấy đồ đó ạ. Con không thấy sao? Chỉ đêm hôm đó trời mưa sấm chớp, biển động. Nếu không có sự việc lằng nhằng đó, anh ta ra biển chắc chắn sẽ gặp tai họa rồi. Vâng, bạch thầy, chuyện này đúng là cứ xảy ra như thế. Đôi khi lại tốt thầy nhỉ? Con xem kìa, cây mai cũng đã sinh sôi. Con cứ tưởng cây mai này sắp chết, ai dè nó lại đâm chồi nảy lộc, còn lại sắp ra hoa nữa ạ. Thầy đã nói rồi, hoa tàn rồi lại đâm chồi nảy lộc. Vạn sự xoay vòng, và trong cuộc sống này, đôi khi sự việc nó như thế nào, ta hãy cứ để nó diễn ra như thế đấy. Thuận theo tự nhiên cũng là một điều tốt con ạ. Vâng ạ. Nhưng hãy nhớ, thuận theo tự nhiên không có nghĩa là buông xuôi, để cái ác, cái xấu hành hành, mà cần có trí tuệ để nhận diện lúc nào nên can thiệp, lúc nào nên không. Luôn có cái tâm, cái nhẫn trong lòng con ạ. Dạ bạch thầy, con đã hiểu rồi ạ.
sô-cô-la của chị. Tối nay nhớ qua nhà mình dự sinh nhật mình nha, có sô-cô-la nữa đó. Ồ, tuyệt quá, có cả sô-cô-la nữa kìa. Sô-cô-la này mẹ tớ đặt mua trên tận thành phố cơ, ngon lắm đó. Các cậu không đến thì đừng có tiếc nha. Sô-cô-la là cái gì thế? Tớ chưa nghe thấy bao giờ. Sô-cô-la mà không biết, đúng là con nhà nghèo có khác. Sô-cô-la là một loại kẹo rất ngon, phải mua tận trên thị trấn mới có. Đồ ngốc à? Chắc là ngon lắm nhỉ? Lại còn phải nói, nhớ nhé. Mai qua nhà tớ, tớ sẽ để phần các cậu. Tớ háo hức quá đi. Ừ, nhà cái Tú chắc chẳng bao giờ có mà ăn đâu. Mẹ ơi, chị hai ơi. Sao thế con, có chuyện gì à? Con muốn ăn sô-cô-la cơ. Sao tự nhiên lại đòi ăn sô-cô-la chứ? Sinh nhật nhỏ Linh, nhỏ đó mời các bạn đến ăn sô-cô-la, nhưng mà không có mời con. Con muốn ăn sô-cô-la cơ. Ngoan, sô-cô-la hả? Cái đó đắt lắm. Khi nào sinh nhật của con, mẹ sẽ mua sô-cô-la cho con ăn. Chứ bây giờ thì... Con không chịu đâu. Lúc nào mẹ cũng hứa, nhưng mà chẳng bao giờ mua cả. Sinh nhật con cũng có bao giờ được tổ chức đâu. Mẹ xin lỗi. Nhưng hoàn cảnh nhà mình khó khăn, chị hai con còn phải bán hàng thuê cho người ta mới đủ tiền nuôi con ăn học mà. Sô-cô-la đó đắt tiền, làm sao mẹ mua được đây? Con không biết. Con muốn ăn sô-cô-la cơ. Kìa Tú, em đừng khóc nữa. Phải rồi, chị hai cũng đi làm, chị hai có tiền mà. Chị hai mua cho em đi, có được không? Chị... Kìa con, chị hai đi làm cũng đưa hết tiền cho mẹ chứ chị con có giữ đâu. Mà lương bán hàng đáng bao nhiêu hả con? Chị mua sao được? Con không chịu đâu. Mẹ không thương con, chị hai cũng không thương con nữa. Không ai cho con ăn sô-cô-la. Con bắt đền đó. Sao hôm nay con hai về muộn thế nhỉ? Mẹ ơi, bao giờ chị hai mới về? Con đói bụng quá. Thôi mẹ con mình ăn cơm nha. Lát chị hai về ăn sau. Con đi đâu mà giờ này mới về? Trưa cũng không về ăn cơm là sao chứ? Hôm nay cô chủ bận nhờ con trông hàng hộ buổi trưa, cho nên con không có về. Ăn cơm luôn ở hàng mẹ ạ. Thế mà mẹ cứ tưởng. Thôi vào nhà rửa mặt rồi ăn cơm đi con. Dạ, mà phải mấy ngày đấy mẹ nhé. Mẹ đừng có chờ cơm con. Tú ơi, Tú à, chị hai có quà cho Tú nè. Tú ơi. Em nó sang nhà hàng xóm chơi rồi. Con tìm nó à? Con mua cho nó hộp sô-cô-la mà. Trời, thứ đó đắt như vậy, nhà mình đâu có dư giả gì mà con mua chi cho tốn kém. Mẹ đừng có lo, hộp sô-cô-la này nhỏ nên cũng rẻ thôi. Mà con hơi mệt, con vào nhà nghỉ trước mẹ nhé. Không biết nó lấy tiền ở đâu nữa. Lương thì tận cuối tháng mới được lĩnh. Con nhỏ này, lạ thật. Bé này vừa về đã ngủ ngay được, chắc mệt quá đi mà. Trời, sao lại nóng thế này? Hai, hai ơi, con làm sao thế? Mẹ. Trời ơi, hai, sao người con lại nóng như lửa đốt thế này? Để mẹ đưa con ra trạm xá nha. Chắc con bị cảm nắng nên sốt mẹ à. Con không sao đâu, nằm nghỉ một lúc là đỡ thôi. Cảm nắng? Sao lại cảm nắng chứ? Mấy hôm nay con vẫn đi làm từ sáng sớm tới tối mới về mà. Thì làm sao cảm nắng được đây? Con giấu mẹ đi đâu phải không? Mẹ ơi! Chị hai ơi! Con đói quá! Có cơm chưa mẹ? Hả? Wow! Sô-cô-la! Thích quá!
được ăn sô-cô-la rồi. Yeah. Chị hai ơi, xem em có. Có phải là liên quan tới hộp sô-cô-la con mua cho bé Út không? Con lấy hộp sô-cô-la đó ở đâu vậy? Mẹ ơi, không phải con lấy trộm ở đâu đâu. Là con tự mua. Con mua bằng tiền con làm thêm sau mỗi bữa trưa mà. Làm thêm? Con làm cái gì? Dạ, con tranh thủ giờ nghỉ trưa ra đồng mò thêm ít cua với ốc mang ra chợ bán. Con chỉ muốn có thêm tiền mua sô-cô-la cho Út càng sớm càng tốt thôi. Con... Hóa ra mấy hôm nay con không về ăn cơm để giữa trưa nắng đi mò cua bắt ốc, thế nên mới cảm xúc như thế này, có đúng không hả? Con gái của mẹ, con đã lớn thật rồi. Chị hai, chỉ vì hộp sô-cô-la này mà chị hai bị ốm sao? Em không muốn, em không muốn đâu. Chị hai, em không cần ăn sô-cô-la nữa. Chị mau khỏi bệnh đi nha. Ngốc quá, Út phải ăn hết sô-cô-la chị mới khỏe được chứ. Các con của mẹ, nhà của ta còn khó khăn, nhưng mà các con biết yêu thương nhau như vậy, mẹ rất vui. Học nghề. Sao ông thầy bói này đông khách thế nhỉ? Chắc ông ta bói đúng lắm. Nhờ thầy xem cho con một quẻ. Nhà chị về sắm sửa lấy mấy bộ cánh đẹp, chăm chút đến nhan sắc, bớt lời đi, rồi ông nhà lại về ngay thôi. Sao thầy lại biết chuyện nhà con bỏ đi? Nếu không biết, ta mở quán xem bói làm gì? Đa tạ thầy, cứ về làm theo lời ta dặn, chắc chắn ông nhà sẽ về. Cho xin 2 đồng tiền công, chị ơi. À vâng, con vội quá, xin lỗi thầy. Nhà chị cuối năm sẽ có chuyện hỷ, duyên đang đến nhé. Thật thế ạ? Thế thì tốt quá. Cảm ơn thầy. Không có gì. Ông ta kiếm tiền nhiều quá. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã kiếm được mấy đồng. Công việc này xem ra nhẹ nhàng, không tốn công sức mà lại nhanh có tiền. Hay là mình lại xin ông ta nhận làm đệ tử? Nhưng trước tiên phải nhờ ông ta xem qua vận mệnh đã. Biết đâu số mình làm đến tể tướng thì sao? Thầy xem giúp cháu một quẻ. Số cậu có tướng phú quý, giàu từ trong trứng nước. Cái gì? Tôi mà giàu từ trong trứng nước đã không phải lang thang kiếm ăn từng bữa thế này. Thì sau này thể nào cũng học hành đỗ đạt. Một chữ bẻ đôi tôi còn không biết, đỗ đạt ở đâu? Thôi trả lại tiền đây. Thì đây. Hóa ra ông Toàn bói nhăn bói cuội. Tôi mà nói cho mọi người biết chuyện này thì ông chỉ có nước sập tiệm. Này này, ta xin mày đừng có làm thế. Không làm để ông đi lòe thiên hạ à? Mà sao mấy người trước ông nói thế mà họ cứ dạ dạ vân vân là sao? Bí quyết đấy. Những bà sồn sồn tuổi 40 đến xem thì chỉ có chuyện chồng chán bỏ đi theo gái chứ còn gì. Còn mấy cô trẻ đến xem thì còn gì ngoài chuyện muốn biết bao giờ mình cưới chồng hả mày? Ra thế. Vậy thì thế này, ông phải cho tôi làm chung với. Tôi sẽ đi loan tin ông bói giỏi, sẽ thu thập tin tức của khách hàng rồi về mách cho ông. Ông thấy có được không? Nếu không là tôi nói hết cho bàn dân thiên hạ đấy. Người nói nghe cũng có lý. Thôi được, từ giờ cứ phục vụ ta, ta truyền nghề cho. Đa tạ sư phụ. Ông uống thuốc đi mà còn đi làm chứ. Mấy hôm nay hết sạch cả gạo rồi. Tao ốm lắm. Thôi, hôm nay mày ra hành nghề một mình đi. Nhưng tôi làm sao đi một mình được? Ây da, cứ lời tao dạy mà làm thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Xem bói nào. 1 đồng thôi, không đúng không lấy tiền. Nhà chị về sắm mấy bộ quần áo đẹp, chăm chút cho bản thân, bớt cầu nhau đi, rồi ông nhà lập tức về ngay. Mày nói cái gì? Thế không phải chồng bà có người khác à? Tao lại vả cho mày trẹo quay hàm bây giờ. Chồng tao chết 10 năm rồi. Hừ.
cuối năm, nhất định nhà chị sẽ có người hỏi cưới. Tin tôi đi. Ơ, cưới xin gì? Thì tôi gieo quẻ cho nhà chị đây này. Hừ, bói thế à? Tao có hai đời chồng rồi, mày định trù cho chồng tao chết hả? À, à. Sao lại để người ta đánh đuổi như thế? Cháu theo học nghề thầy bói loạn người, tưởng đâu kiếm được miếng ăn, ai dè chết chết. Mới bé tí tuổi đầu thế này mà đã tìm cách loạn người thế này thì... Ta có nghe chuyện thầy trò nhà ngươi rồi, dẫn ta đến gặp thầy ngươi đi. Vâng ạ. Ông là ai? Là ai thì quan trọng gì? Chỉ biết giờ đây ông đang khó khăn, thầy trò ngày càng ít khách đúng không? Ông nhìn nhà tôi thì biết, còn hỏi. Thế ông hành nghề bói mà không xem được vận mệnh cho chính mình, không biết thằng đệ tử ngày hôm nay bị người ta đánh cho tơi tả ở chợ sao? Tôi nói để thầy trò ông biết nhé. Muốn đổi vận thì ông phải đổi nghề, bỏ cái nghề lừa bịp bói toán ấy đi. Ồ, thế ông cũng là thầy bói à? Không phải bói, mà là một lời khuyên.
Vị danh y và hai người bệnh. Mình à, mình nằm nghỉ đi, tôi đã sắc thuốc rồi, đợi lát nữa đỡ nóng thì mình uống đi nhé. Được rồi, mình cứ đi đâu thì đi đi. Ông ở nhà nhé, tôi sang làng bên viếng đám ba một lát. Ai mất thế hả bà? Là anh Dần đó, rõ khổ, còn trẻ thế mà... Trời ơi, bà nói sao? Anh Dần làng bên mất rồi ư? Phải, rõ là chỉ có cảm tả sơ sơ mà cũng đi luôn đấy. Không thể nào. Ông, có chuyện gì thế? Tại sao tay chân ông lại run bắn thế kia? Mấy hôm trước, chị vợ anh Dần có đến tìm tôi bí mật cắt một thang thuốc để hạ độc anh ta. Trời ơi, ông, chẳng lẽ ông đã giúp người vợ xấu xa đó? Không, sao tôi có thể làm cái việc tày đình ấy cơ chứ? Tôi làm thầy thuốc là để cứu người. Vì chị ta nài nỉ quá, tôi đành gật đầu cho qua thôi, chứ thực tình tôi cắt cho anh Dần thang thuốc bổ. Vậy tại sao chồng chị ta lại... Tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Giờ xem lại thang thuốc vẫn thấy toàn những vị giúp bổ tỳ ích khí thôi, chứ không thể gây chết người được. Hay là anh ta vốn dĩ mang bệnh trong người? Không, nếu mang trọng bệnh thì anh ta cũng không thể chết đột ngột như vậy được. Thôi mà ông, tấm lòng với người bệnh của ông trước nay như thế nào á, ai chẳng biết. Ông đừng nghĩ ngợi làm gì nữa, chắc là cái số mệnh anh ấy chỉ đến được đó thôi. Không nghĩ ngợi sao được chứ, tôi dù ít hay nhiều, muốn hay không cũng đã liên đới đến cái chết của anh ta rồi. Ông dậy ăn gì đi thôi, đã mấy ngày hôm nay ông không có ăn cái gì rồi. Bà cứ mặc kệ tôi, hay là lát ông sang làng bên với tôi có chút việc được không? Không, tôi sắp phải làm một việc quan trọng. Tôi hành nghề y thuật đã 40 năm nay và chưa từng dùng nghề y thuật của mình để hại người khác. Nay bỗng dưng có tai ương giáng xuống làm tôi mang vị thế kẻ giết người. Xin thần song chứng giám. Nếu chùm chìa khóa này trở lại với tôi thì tôi tiếp tục làm nghề. Còn nếu không, tôi sẽ không bao giờ bốc thêm thang thuốc nào nữa. Ôi, đau quá. Làm thế nào bây giờ? Con đã đi tìm xung quanh đây, không ai dám đến chữa bệnh cả. Vậy hay là anh sang bên kia sông, nhờ vị danh y bên đó xem sao. Nghe nói đã hơn một năm nay ông ấy không chữa bệnh rồi. Ôi, đau quá. Thôi để con sang bên đó cố gắng thuyết phục thầy xem sao. Xin mở cửa ra, cứu với ạ. Dạ, xin hỏi thầy thuốc có nhà không ạ? Vợ cháu đang nguy kịch lắm. Ông nhà tôi đã hơn một năm nay không chữa bệnh rồi. Xin bác vào nói với thầy giúp cháu với ạ. Vợ cháu đang đau đẻ, mà nhất định không có thầy nào dám đến khám ạ. Thôi để tôi vào nói với ông ấy xem thế nào đã nhé. Nhưng chắc là sẽ khó đấy. Ông ơi, ông dậy đi. Có một cậu thanh niên đến nhờ ông cứu giúp vợ anh ta kìa. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, sao không nói luôn cho người ta hiểu? Thôi, lấy cho tôi chậu nước rửa mặt đi. Hả? Lấy chậu nước đổ vào mặt ư? Dạ thưa thầy, hôm nay cháu tới để cảm ơn thầy vì đã giúp nhà cháu mẹ tròn con vuông ạ. Ta hơn một năm nay đã không khám hay chữa bệnh cho ai, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được chứ? Dạ đúng là sáng hôm đó cháu có đến nhà thầy và nghe thấy thầy nói trong nhà vọng ra là lấy chậu nước đổ vào mặt. Cháu vội chạy về nhà làm theo thì y như rằng vợ cháu đẻ được một cách dễ dàng luôn đấy ạ. Hóa ra là vậy. Thôi, dẫu là một sự hiểu nhầm thì cũng cảm tạ trời đất vì vợ nhà anh đã mẹ tròn con vuông. Hôm nay cháu mang theo con cá mới câu dưới sông lên để biếu thầy, cảm tạ thầy đã có công cải tử hoàn sinh cho vợ con nhà cháu ạ. Thôi, tôi nhất quyết không nhận đâu. Xin thầy hãy nhận giúp món quà nhỏ này. Dân chài lưới chúng cháu không có gì ngoài cá. Thầy mà không nhận thì nhất quyết cháu sẽ không về.
Thôi được, cậu đã nói vậy thì thôi tôi đồng ý. Nhưng mà tôi chỉ xin một nửa thôi, còn một nửa xin để vợ con nhà cậu. Bà mang con cá này xuống dưới bếp mổ ra, để nhà ta một nửa, còn cậu ấy một nửa nhé. Ông ơi, tôi mổ cá thấy vật này trong bụng cá, nhìn quen quen, đúng là chùm chìa khóa trong phòng thuốc của ông rồi. Thật tình cờ, chùm chìa khóa lại quay trở lại với tôi. Ông ơi, đúng là ý trời, ông hãy quay lại nghề bốc thuốc đi ông. Hãy tiếp tục thực hiện tâm nguyện cứu người của ông đi. Bà nói đúng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.